Xin chào quý vị và các bạn, hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn đi thăm cái chung cư này, chung cư bỏ hoang này, nó cao chót vót trên trời đó quý vị và các bạn này. Thật sự khi mình tìm hiểu thì giật mình ha, với cái lý do chung cư tại sao nó bỏ hoang và rất nhiều người nghèo bị lừa vì cái chung cư đó đó. Đó, cho nên hôm nay Sài Gòn Camera mời quý vị và các bạn cùng đi theo để đi về khu cư dân Bình Tân. Nghĩa là phường này là phường Bình Hưng Hòa đây quý vị và các bạn, để tham quan cũng như tìm hiểu khu vực này ha. Rồi trước khi đi vào chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng đăng ký ủng hộ kênh, cảm ơn rất nhiều. Đúng là thật sự là người nghèo bị lừa, bị những cái vố rất là đau quý vị ơi. Đã nghèo rồi, mua chung cư rồi mà coi như tiền mất tật mang. Người ta đã bỏ tiền từ năm 2018, bây giờ là tới 2024 rồi, 6 năm trời. Nhưng mà bây giờ tiền bạc nó cũng đi đâu, ở nhà cửa để một đống như vậy, đã cái chung cư để một đống đó, cái việc bạc. Thì hôm nay Sài Gòn Camera đi trên cái tuyến kênh này quý vị các bạn này, tuyến kênh này, Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên. Nó chạy qua cái quận Bình Tân, chạy qua quận Bình Tân. Bên tay trái quý vị và bạn đây là cái phường Sơn Kỳ, và ở đây cũng có rất là nhiều cái chung cư. Ngày xưa thì đi ra cái bờ kênh này thì người ta ít có đi lắm, tại vì nó có cái từng đoạn nó không được thông thương, và cư dân thì người ta cũng đi những cái trục đường chính thôi chứ cũng ít đi ra cái con đường này. Đó, phía bên này thì còn đỡ, bên Sơn Kỳ này là cái đường này hình thành khá lâu rồi, cho nên thỉnh thoảng thì người dân người ta cũng đi, người ta đi về Lê Trọng Tấn rồi này kia không, đi vô các cái khu công nghiệp Tân Bình hoặc đi Eon rồi này kia ha. Đó, cho nên là bên đây là một cái khu dân cư cũng khá lâu đời và cũng rất là nhiều chung cư. Còn nhìn qua phía bên kia quý vị bạn, thì có cái một cụm chung cư, thì bên đó là chung cư Gia Phú của Bình Tân thuộc phường Bình Hưng Hòa. Và phía sau cái cụm chung cư mà có người ở đó thì có một cái dãy nhà. Đó, cái chung cư đó cũng hoành tráng tới 21 tầng. Đó, và xây dựng lên như vậy đã dở dang, nó để hoang từ năm 2020 tới giờ. Đó, và hiện tại thì chủ đầu tư thì cũng bị truy tố rồi ha, bị truy tố rồi. Và khổ nhất là bây giờ những cái người dân người ta đóng tiền của nó rồi, đóng tới 70-80% rồi. Đó, mà coi như là giờ nhà cửa nằm một đống kiểu đó đó. Và không biết chừng nào mới được có nhà có cửa để ở. Đúng là càng nghèo thì càng gặp eo ha quý vị. Đó, thì như Sài Gòn Camera cũng đi quay nhiều cái tuyến kênh này nè, nó đi liên quận huyện đó, nghĩa là chạy qua tới 7-8 quận huyện lận. Cái bờ kênh Tham Lương Bến Cát Rạch Nước Lên này, hai bên đường mở rất là lớn quý vị. Mai mốt mà cái tuyến đường này hình thành thì cư dân ở đây thì rất là tuyệt vời. Cái thứ nhất là được cải tạo được cái môi trường không hôi không, cái thứ hai là đường xá rộng rãi không, cái thứ ba là cái giao thông đi lại rất là ok, nó rất là thuận tiện. Cho nên là phía bên tay trái quý vị đây thì cư dân hình thành cũng từ lâu, có những cái công viên rất là lớn luôn và cư dân sống rất là đông. Đó, còn mình nhìn qua bên kia thì có vẻ nó hơi ấy chút xíu ha. Nói chung là nó còn ngày xưa mà ít có ai qua đó, nghĩa là người ta ở phía ngoài, còn phía trong kênh rạch này thì đi lại nó khó khăn chứ không phải như cái tuyến bên đây. Đó, cho nên là mình chạy qua một vòng để coi cư dân ở đây như thế nào, rồi mình tới cái chung cư đó mình tìm hiểu thêm ha quý vị. Chủ yếu là mình nói về cái chung cư phía bên đó đó. Cho nên là không biết, người dân mình cũng khổ ở chỗ là không biết chủ đầu tư nào là uy tín và chủ đầu tư nào là không. Sau khi bỏ tiền ra mua nhà thấy người ta làm lên cũng dữ dằn luôn chứ bộ. Đó, thi công ồ ạt lên tới 20-21 tầng đùng một phát, coi như ngừng toàn bộ luôn đó, chủ đầu tư bỏ trốn luôn đó, bảng hiệu công ty gỡ dẹp văn phòng luôn. Đúng là bó tay thiệt quý vị, thật là giật mình luôn đấy chứ, bất ngờ. Thì hôm nay Sài Gòn Camera vô tình thôi đi qua khu vực này và qua thấy cái chung cư nó hoang kiểu đó, rồi quay cho quý vị bạn coi và quay cái tuyến đường dọc theo cái bờ kênh này. Thì sau khi về tìm hiểu cái thông tin thì đúng là bất ngờ thật sự quý vị và các bạn. Đó, đây là cái phường, bên này là phường Sơn Kỳ đấy quý vị này. Con đường này thì sẽ đi thông thường lắm không, đi về Eon Tân Phú, hướng đi ngược lại là về Lê Trọng Tấn,
đi vào Tân Bình, khu công nghiệp Tân Bình. Đó, và ở đây có những cái công viên rất là đẹp. Người ta bán nước này, cây xanh phủ phê luôn, nghĩa là rất là mát ha. Đó, có những cái khoảng không như vậy là rất là tốt. Mà ngày xưa con kênh đó, nó hơi bị ô nhiễm, nhưng bây giờ có thể sau khi làm cái bờ kè nó lên rồi đó thì nước thải sẽ được xử lý rất là tốt, giống như Nhiêu Lộc Thị Nghè. Cho nên dân cư ở đây thì rất là thích ha quý vị. Đó, ở đây có những cụm dân cư sống thấy thích ha. Nghĩa là người dân người ta đi lại ha, buôn bán làm ăn ở, mặc dù là không cần cái nhà cửa nó cao to rồi gì hết, nó khang trang gì cả. Người ta chỉ cần có một cái nhà, người ta có đất cắm dùi, người ta ở, người ta sinh hoạt, người ta mua bán và cái công việc người ta nữa. Đó, cho nên mình rất là thích đi vào những cái khu phố như thế này. Đó, nghĩa là cư dân nó đông đúc chứ không phải như những cái dự án mà nhà cửa thì to, khang trang, đẹp, trong khi người không có. Và những cái dự án đó toàn là để đưa ra thị trường những cái sản phẩm cao cấp để người dân bình thường không đủ tiền để mua. Đó, và nó trở thành hoang vắng là đúng rồi. Vì những cái nhà đầu tư người ta lâu ngày á, người ta mua, người ta để rồi đất, rồi sà mần, rồi rác, rồi này kia. Còn ở đây là khác quý vị. Đó, đây là cư dân người ta sống từ xưa tới giờ rồi. Đó, nhìn người ta làm ăn, buôn bán, nhà cửa, đồ ha, dày đặc lên luôn. Thì rất là thích. Thì không biết là quý vị và các bạn nghĩ như thế nào, nhưng mà đó là ý kiến chủ quan của Sài Gòn Camera. Nếu mà bạn nào có ý kiến khác thì cũng để lại những cái bình luận cho mọi người cùng xem ha. Đó, thì mình tới đây là đây có cái cầu này, đi qua cái con kênh này này quý vị và bạn, để mình qua được cái chung cư đó đó, mình thấy nó hoành tráng quá. Đó, còn đây là phía bên này là phường Bình Hưng Hòa rồi quý vị và bạn, phía bên này là phường Bình Hưng Hòa. Công nhận cái phường Bình Hưng Hòa nó rộng thiệt á. Phường Bình Hưng Hòa, rồi Bình Hưng Hòa A, rồi Bình Hưng Hòa B, rồi gì tùm lum hết quý vị. Đó, đây là cái tuyến đường ngược lại này. Đó, mình nhìn qua bên kia là Sơn Kỳ. À, còn bên đây là cái tuyến đường nhà đường đường số rồi, đường số 5, số đồ này các bạn. Đó, thì sau này mình nghĩ cái tuyến đường này xong thì cũng sẽ có tên đường. Đó, ngày xưa thì cũng có qua kia ra cái bờ kênh rồi, người ta ít đi. Đó, nghĩa là người ta đi ra cái khu vực này xong rồi người ta quay lại. Người ta đi những cái trục chính thôi. Nhưng bây giờ cái đường này thì rất là ngon rồi. Sau này nó nối như mình đã nói 7-8 quận huyện. Nó dài hàng chục km chứ không phải đơn giản, và cái lòng đường rất là rộng luôn, hai bên bờ rất đẹp. Mình thấy là tuyến này mai mốt lên là tuyệt vời. Đó, thành phố có thêm một cái con đường giao thông thuận tiện kết nối giữa các quận huyện với nhau, và đi lại nó gần gũi hơn, không kẹt xe nữa. Đó là một trong cái mình thấy thích nhất, cho nên là mình hay đi, mình quay dọc theo cái tuyến kênh này để coi, cung cấp cho bà con coi những cái khu đất, những cái căn nhà nó lộ diện ra đó, lộ diện ra. Đó, bên này thì cũng có những cái dãy chung cư ngày xưa này, nói chung là chung cư dành dành cho những người thu nhập thấp á, từ ngày xưa, tại vì ở gần cái kênh rạch là ít người có quan tâm tới, nhưng bây giờ nó lộ diện đó rồi quý vị bạn. Thì cái cụm chung cư bên đây thì người ta gọi là chung cư Gia Phú. Đó, chung cư Gia Phú hiện tại người ta chào bán cũng khá rẻ quý vị các bạn. Đó, chào bán khá rẻ luôn. Đó, dãy chung cư Gia Phú đây. Đó, còn đây là đích thị là cái chung cư mà nãy mình đứng bên kia mình nhìn thấy đó quý vị các bạn. Đó, thì người ta gọi cái tòa nhà này là Kingway Tower. Kingway Tower, hôm nay mình đọc tiếng Anh nó hơi chuẩn chút xíu nha quý vị các bạn. Đó, tại vì nó dễ đọc. Mà như mình đã nói là dự án cũng lấy tiếng Tây, rồi chung cư cũng toàn lấy tiếng Tây không quý vị, không hiểu tại sao. Đó, cho mình Việt hóa đi, chung cư A, chung cư B, chung cư C gì đó không, thì nó dễ đọc hơn cho người Việt mình. Đây là Kingway Tower. Đó, cao 21 tầng, người ta làm cái phần thô ấy rồi và được khởi công từ năm 2018. Rồi sau khi mà dự kiến thì 2019 người ta bàn giao. Nhưng bây giờ là tới 5 năm rồi quý vị các bạn, 18 tới 24 rồi, 5 năm, 6 năm rồi. Cho 2019 thì dự kiến bàn giao, thì bây giờ 2024 là 5 năm rồi. Rồi sau khi người ta làm tới giữa chừng cái đùng một cái sai phép, cái bị ngưng. Ngưng rồi sau đó người ta hứa sẽ là thi công trở lại, nhưng người ta bỏ luôn việc, người ta bỏ luôn từ đó tới giờ luôn. À,
trong khi bán cho dân á, người nghèo người ta đóng tiền rồi 70% rồi, có người đóng 95% rồi đó, để chờ ngày nhận nhà. Cái người ta bỏ luôn, người ta tháo bảng hiệu công ty luôn, trụ sở đóng cửa luôn đó, nghĩa là người dân mình bị lừa một vố rất là đau quý vị ha. Với khoảng 434 khách hàng á, người bị hại đó đó, và cái chủ đầu tư này bị khởi tố rồi quý vị bạn, bị khởi tố rồi, bắt giam rồi. Thì nghe nói cái ông mà chủ sĩ đó ông chết rồi, còn mấy người giám đốc rồi gì đó thôi đó. Thì sau khi mình tìm hiểu thông tin thì mình biết được như vậy, và có những cái căn hộ nha lừa bán cho trùng với nhau đó, 18 căn hộ mà bán cho 36 người, nghĩa là một căn hộ nó bán hai lần đó. Có những căn hộ bán hai lần, khiếp không, thu tiền khiếp thiệt chứ. Đúng là người ta làm những cái việc mà mình không ngờ tới, trong khi một cái nhà làm đến nó hoành tráng như vậy mà mình không ngờ tới luôn đó. Cho nên mình nói rồi, ngày xưa thì người ta cũng bán giá nó rẻ mà, cách đây 5-6 năm rồi thì bán giá nó rẻ, thì mọi người có thu nhập thấp á, người dân có thu nhập thấp cứ nghĩ là sẽ có được một căn hộ để mà ở, khỏi đi ở nhà thuê nhà mướn. Nhưng đúng là nghèo gặp eo, gặp một cái chủ đầu tư không ra hồn đó, cho nên là thấy rất là khổ ha quý vị, rất là khổ. Tới thời điểm này cũng không có nhà luôn đó, bây giờ một cái đống bê tông giống vậy đó. Và người ta thu tiền của người dân thì người ta bây giờ người ta xài vào việc khác rồi, chi tiêu cá nhân hoặc người ta đưa vào những cái dự án khác mất tiêu rồi, người ta đâu còn có khả năng để mà chi trả được gì nữa đâu, khả năng tiếp tục làm gì nữa đâu đó. Bây giờ rào chắn này để đó, nó lộ diện đó rồi quý vị bạn thấy chưa, nó làm tới cỡ đó thì ai cũng nghĩ là nhà dịch gần xong rồi đó, ví dụ như vậy là sớm muộn gì cũng có cái nhà để ở rồi. Nhưng bây giờ mèo vẫn hoàn mèo, tay trắng tiền bạc thì nằm vô đó luôn rồi đó. Bây giờ người ta lấy tiền người ta chi xài cá nhân rồi chi tiêu vào các việc khác thì đâu có khả năng thu hồi nữa đó, cho nên là rất là khổ. Và mình nói rồi, trước đây thì mình không có nghiên cứu nhiều về cái thị trường bất động sản, nhưng bây giờ nhìn đây rồi cái đi quay các cái dự án đó, xong rồi mình tìm hiểu về pháp lý thì đúng là không biết đâu mà lần cái việc bạn. Và có những người bị xui rủi thôi, những người có tiền thì mình không nói, những người đại gia thì mình không nói, những người lướt sóng thì mình không nói, tại vì người ta có tiềm lực về tài chính đó. Còn mà những người giống như người dân bình thường mình đây này, mà giờ dính cái cú đó cái là coi như suốt suốt đời là ở nhà thuê thôi. Cho nên rất là tội nghiệp quý vị, mình nó phải nói rất là tội nghiệp đó, cái những tòa nhà như vậy đó. Cho nên là những cái tòa nhà mà quý vị bạn mà đi thấy á, tại sao nó bỏ hoang vào trong đều có vấn đề hết đó, toàn là lừa đảo đồ này kia không. Cái thứ hai pháp lý nó không có rõ ràng, làm ăn chụp giật á, cái kiểu đó. Cho nên mình thấy cũng rất là tội nghiệp cho những cái người dân ở đây, tới 434 cái người bị hại lận quý vị các bạn. Thật sự là mình về mình tìm hiểu thông tin cái mình thấy ớn luôn. Và rất là buồn cho họ, rất là buồn cho họ. Nó cái tòa nhà tới cao tới 21 tầng mà trong đó là tới 600 căn hộ. Có nhiều người người ta đã trả tới 95% luôn rồi. Thật sự là bi đát ha quý vị ha, bi đát. Và thậm chí bây giờ cái bảng hiệu công ty, cái trụ sở công ty người ta cũng trả mặt bằng ấy rồi, người ta lột biển người ta trả mặt bằng đó rồi. Đó, cho nên là rất là tội nghiệp cho những cái khách hàng ở đây. Nó quy mô cũng dữ dằn lắm quý vị, 21 tầng mà tới 4 tầng thương mại luôn, mà 3 lóc 4 tầng thương mại và 16 tầng căn hộ mà. Nhìn cũng hoành tráng, và cái thời kỳ đó mà xây được như thế này cũng dữ dằn được, và dân người ta rất là tin tưởng đó. Tự nhiên thấy làm phà lên cỡ này mà đó, người ta cỡ này thì người ta cũng nghĩ là cỡ vài tháng là có nhà nhận nhà về ở rồi đó. Người ta khởi công 2018 mà hứa là 2019 bàn giao mà đó, thật sự là đúng là bi đát. Và như mình đã nói đó, không biết đâu mà lần hết quý vị và các bạn, không biết đâu mà lần.
Cho nên là cái nhu cầu của người người nghèo á, người người đã là không có tiền rồi mà gặp những cái cảnh như thế này thì đúng không biết nói nên lời, không nói nên lời luôn. Và mình tìm hiểu thông tin thì là chủ đầu tư cái ông chủ sĩ thì ông chết rồi không, còn những cái người giúp việc giám đốc đồ này kia không thì bị truy tố rồi, bắt giam rồi quý vị và tòa đang xử. Thì đó là một trong những cái mình đi mình thấy cái chung cư rồi mình muốn quay cho quý vị và các bạn xem là như vậy. Còn đây thì như nãy mình có đề cập có cái chung cư Gia Phú này ở Bình Tân đó quý vị, phường Bình Hưng Hòa đây, thì hiện tại người ta chào bán một cái căn hộ 2 phòng ngủ á, một căn hộ 2 phòng ngủ thì chừng khoảng 1,6 tỷ 50, nghĩa là bình quân khoảng trên 20 triệu một mét vuông đó, thì cũng những người có thu nhập thấp thì cũng ok ha quý vị các bạn. Đó căn hộ đây nè quý vị, 1,6 tỷ 50, 2 phòng ngủ đó. Ngày xưa thì nó hơi khuất ở trong khu vực này, khu 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 dân cư này, nhưng bây giờ mà có cái con đường theo cái bờ canh đó đó thì tự nhiên nó lộ diện ra. Thật sự đi lại giao thông cũng khá ok, khá đẹp, cái vị trí khá đẹp. Ngày xưa cái bờ canh đó thì cây cối nó lên tùm rồi nó ô nhiễm rồi có muỗi mòng rồi này kia không, sà bần rồi rác rồi này nọ, nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ rất là đẹp và khang trang. Mình thấy nửa cái con đường này hình thành thì những cái căn hộ chung cư đây là giá cả cũng có thể tăng cao á quý vị. Đó thì như mình đã nói đó, hiện tại thì trên các cái sàn giao dịch bất động sản người ta chào giá khoảng 1,6 tỷ 50 một căn hộ 2 phòng ngủ với diện tích là từ khoảng 69 cho tới 72 mét vuông. Đó thì cái lô chung cư đây thì nó có khoảng gần 400 căn á, 380 mấy căn á. Đó còn bên kia là bên Sơn Kỳ rồi. Kia Sơn Kỳ cũng có chào bán bên đó quý vị các bạn. Đó đây là đi ra cái bờ canh lại này. Đó, con đường nó rộng ghê không? Từ cái mép mà người ta ép cừ cừ xe nó vô tới trong đây là mấy chục mét. Đó, cho nên là sau này những cái con đường này là tuyệt vời, mình thấy là tuyệt vời. Hôm nào khai trương thì mình sẽ chạy một vòng để quay cho quý vị và các bạn coi từ đầu đường cho tới cuối đường. Đó, nhìn đảo. Và cư dân ở đây thì hai bên cái bờ này quý vị rất là phấn khởi luôn. À, hình như quận nào cũng có dính vô trong đây hết trơn á, 6-7 quận huyện lắm mà, 7-8 quận huyện gì đó. Dài lắm, Bình Thạnh, Gò Vấp, quận 12, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, nhiều lắm quý vị. Đó và cái con đường trước mặt quý vị và các bạn là đường Lê Trọng Tấn, mình quẹo phải là về Eon và đi vào cái khu vực sân bay về Cộng Hòa, Lăng Chi Cả. Đó, cho nên là con đường này, tuyến đường này hình thành thì cũng khá hay. Và nói là nó không phải là bây giờ là ven, nhưng mà sau khi hình thành được những con đường này là hết ven đó quý vị, tại vì giao thông thuận tiện, đi lại nó gần hơn, thời gian nó ít hơn. Nó còn có những cái vùng ven xa xôi nhưng mà giá cả nó cao quá, một cái chung cư gì đâu mà 3 4 tỷ, 5 tỷ. Mình nghe mình cũng dội luôn, đất đai cũng cả 100 triệu mét, 150 triệu mét, thấy khiếp. Đó thì video hôm nay cũng đã kết thúc rồi quý vị và các bạn. Thật sự mình bất ngờ với cái chung cư mà vừa chia sẻ cho quý vị và các bạn đó. Và cũng mong các bạn có những ý kiến gì thì cũng để lại để chung mọi người cùng tham khảo. Và coi như là hiểu thêm cái về vấn đề bất động sản cũng như các cái thủ tục pháp lý và giấy tờ của các cái dự án. Đó là một trong những cái mà mọi người quan tâm đó quý vị. Rồi, Sài Gòn Camera xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.